Đại tướng George Marcel, quân nhân số 1 của quân đội Hoa Kỳ trong đại chiến vừa rồi là đại tướng George Marcel, tổng tham mưu trưởng. Con người quan trọng bậc nhất đó ra sao? Thưa bạn, theo tướng Franklin Ben, cựu tham mưu trưởng, người cộng tác với ông ở Phi Luật Tân, thì ông là thiên tài bậc nhất của châu Mỹ về võ bị từ hồi Stonewall Jackson tới nay. Được so sánh với Stonewall Jackson không phải là một vinh dự tầm thường đâu. Trong hồi nội chiến, Jackson là nhân vật quan trọng, được cả phương Nam sùng bái. Tổng thống Abraham Lincoln van vái Thượng Đế cho ông một người chỉ huy quân đội phương Bắc có tài như Jackson. Trận mà Jackson điều khiển trong thung lũng Stonewall ở Virginia hiện nay còn được đem ra dạy trong các trường võ bị châu Âu và được coi là một trong những thắng trận rực rỡ nhất cổ kim. Tướng Pershing, người cầm đầu quân đội Hoa Kỳ trong đại chiến thứ nhất, tuyên bố rằng tướng Marcel là sĩ quan có giá trị nhất của Hoa Kỳ năm 1918. Giao cho Marcel chỉ huy những cuộc hành quân của đại đội thứ nhất và lĩnh nhiệm vụ đó, Marcel đã giải được một cách vẻ vang một vấn đề khó khăn nhất về chiến thuật. Tướng Pershing muốn rời đổi trên 500.000 người, 3.000 đại bác, 40.000 tấn quân nhu và 34 y viện từ Saint-Michel tới Argonne. Điều đó là phải di chuyển một cách bí mật để tụi do thám và phi cơ địch khỏi biết. Mà tướng Marcel làm được. Trong 2 tuần lễ, ông cho quân đội đi băng đồng ban đêm. Quân Đức không nghi ngờ gì cả, cho tới khi nửa triệu quân Mỹ đục thủng mặt trận Meuse-Argonne, giúp cho đồng minh chiến thắng. Thực hợp lời Abraham Lincoln đã nói trước kia, tất cả những hành quân đó đều nhờ thiên tài của mỗi một người. Tướng Marcel chủ trương sự tôn trọng kỷ luật, nhưng bài xích tính vênh váo tàn nhẫn của một số sĩ quan mọi thời. Khi ông lên chức tham mưu trưởng, ông làm một cuộc điều tra không tiền trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ. Ông gửi đi một bản kê 118 câu hỏi cho 3.000 lính, bảo họ cứ thành thật đáp mà giấu tên. Chẳng hạn, anh có yêu sĩ quan của anh không? Nếu có thì anh cho biết tại sao? Nếu không thì cũng cho biết tại sao? Chúng tôi phải làm cách nào cho các anh thành những binh sĩ giỏi nhất? Chúng tôi phải làm cách nào cho quân đội thành một quân đội giỏi nhất? Cách đó mới mẻ quá, đến nỗi một số người ngạc nhiên, còn một số khác chế nhạo khinh bỉ. Nhưng kết quả mỹ mãn, sự huấn luyện thành ra có tính nhân đạo hơn và người ta khuyến khích quân lính có sáng kiến hơn. Phương pháp mới đó ảnh hưởng tới khắp các mặt trận. Tôi chưa được hân hạnh nói chuyện với Đại tướng Marcel, nhưng đã tiếp chuyện phu nhân. Bà bảo cứ xét bề ngoài cũng thấy ông sinh ra để làm lính. Hồi nhỏ còn bận quần cụt mà ông cũng bày trận để chơi, tập cho trẻ hàng xóm diễu binh cưỡi trên một cây gậy làm ngựa và tấn công lẫn nhau. Ông muốn vô trường võ bị West Point nhưng không được, vì thân phụ ông là một người theo phe dân chủ ở phương Nam trong một lãnh địa Cộng hòa ở Pennsylvania. Thành thử ông đành ghi tên vào trường võ bị Virginia ở Lexington. Tại đó ông được bạn bè kính mến nhất. Ông có tinh thần thể thao, không chịu khai tên một người bạn đã muốn ăn hiếp ông, đã suýt làm ông mất mạng trong một cuộc ẩu đả. Thanh niên đó đâm ông bằng gươm, không cố ý làm ông bị thương nặng. Ông nhất định giấu tên người đó. Tất cả bạn bè ông đều tung nón bê rê lên trời la lớn, hoan hô Marcel, thằng tướng đó can trường, nó biết chịu đựng. George Marcel đá banh rất tài, làm bạn học phải phục. Trong 3 năm đầu, ông cho rằng không có đủ thời giờ chơi môn đó. Nhưng đến năm cuối cùng, ông chỉ nghiên cứu thuật chơi trong vài tuần mà bỏ xa các bạn khác trong đội banh của trường. Mặc dù ông nhẹ cân mà ông áp đảo tất cả đối phương và được lựa vào đội tuyển của phương Nam, thật là một vinh dự lớn cho trường. Bạn thử nghĩ,
Như vậy có phải là một phép màu không? Vì mới cách đó mấy tuần ông chưa hề đụng tới trái banh. Tôi cho rằng chọn lịch sử túc cầu, chưa ai làm được kỳ công như vậy. Những kết quả của ông ở trường võ bị Virginia và tài chỉ huy của ông đưa ông lên chức đại úy, chức cao nhất dành cho sinh viên và cũng là danh vọng lớn nhất của trường. Giữ chức tham mưu trưởng một đạo quân lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, Đại tướng Marsen phải làm biết bao công việc, lấy những trách nhiệm lớn lao mà hạng trung nhân tất phải quỵ xuống, chứ không sao gánh nổi. Vậy mà ông không bao giờ có vẻ gấp rút lo âu. Tôi hỏi bà Marsen về bí quyết của ông. Bà kể 7 bí quyết, nhờ nó ông làm việc nhiều không tưởng tượng được mà không mệt mỏi về thần kinh lẫn thể chất. 1. Bí quyết thứ nhất là không bao giờ đọc những bản phúc trình lôi thôi mà chỉ đọc những bản gọn gàng tóm tắt. 2. Bí quyết thứ nhì là ông tập đọc mau, tập trung hết tư tưởng vào một vấn đề mà quyết định mau lẹ. Khi ông ở sở ra mà tối đó phải hội họp, ông thường nằm nghỉ, đọc sách một chút, rồi đứng dậy đi thay y phục chỉ trong 4 phút thôi, không hơn 1 phút. 3. Bí quyết thứ ba là khi ông đã quyết định một điều gì về quân sự rồi thì không phí thì giờ và tinh lực để đắn đo lý lẽ nữa, mà chú ý vào sự thực hành quyết định đó. 4. Bí quyết thứ tư là ông biết rộng và sâu về những vấn đề quân sự. Vào trong phòng của ông, không bao giờ thấy những cây ghim đầu sơn màu cắm trên các bản đồ để nhớ các vị trí sư đoàn, đánh dấu sự tiến lui của hai bên. Đại tướng thuộc lòng mỗi sư đoàn hiện ở đâu và có nhiệm vụ gì. 5. Bí quyết thứ 5. Ông bắt đầu làm việc mỗi ngày rất sớm. Ông điểm tâm hồi 7 giờ, để 7 giờ rưỡi đã có mặt ở phòng giấy. Các công sở Anh Mỹ bắt đầu làm việc từ 8-9 giờ sáng, chưa nghỉ rất ít, chiều 4 giờ đã nghỉ. Có lần ông nói, sau 3 giờ chiều thì không một ai có một ý gì mới mẻ nữa. 6. Bí quyết thứ 6. Buổi trưa ông ngủ một giấc ngắn để lấy lại sức. Cũng như Winston Churchill, ông nằm dài ra, nghỉ ngơi trước khi mệt nhọc. Ông đi bộ về nhà ăn bữa trưa, thường dắt theo một sĩ quan vào hàng tá trở lên để vừa đi vừa bàn về chiến thuật. Ăn xong, ông lên tầng 3, nằm trên một chiếc xích đu ở ngoài hành lang, ngủ 5 phút rồi dậy, hoàn toàn tỉnh táo. 7. Sau cùng là bí quyết thứ 7. Ông làm việc có kết quả vì không bao giờ lo lắng. Bà Marsen bảo, tôi sống chung với nhà tôi 13 năm rồi. Tôi đã thấy nhà tôi nhiều lần bận tâm về nhiều vấn đề, nhưng không khi nào lo lắng đến mất giấc ngủ. Tôi hỏi bà, ông theo cách nào mà quên những nỗi lo lắng đi được? Thì bà đáp rằng, ông có thói quen buổi tối công việc ở sở xong là không tiếp xúc gì với sở và bạn đồng sự nữa, và không khi nào đem việc sở về nhà làm đêm. Bà lại nói thêm rằng, nhờ nhiều năm theo kỷ luật nhà binh, ông tập được tính tự chủ. Ông biết rằng nếu lo lắng thì không làm việc được nữa, cho nên ông tự cấm ông lo lắng. Đây là một thí dụ về đức tự chủ của ông. Xưa ông hút mỗi ngày 2-3 gói thuốc lá. 7 năm trước, thấy sức làm việc do đó giảm đi, ông quyết định thôi hút. Và ông chừa được liền, từ đó không mó tới một điếu thuốc nữa. Muốn thắng trận thì một tướng lãnh trước hết phải tự thắng mình đã. Muốn quên lo lắng, Đại tướng Marsen dùng thì giờ dành một cách tích cực hoặc hữu ích như bơi thuyền, cưỡi ngựa, đi coi hát bóng, nói chuyện với vợ. Ông vặn máy thu thanh, bắt những bản nhạc êm đềm rồi nằm đọc sách 3 giờ mỗi tối. Tài xế của ông thường lại thư viện công cộng, đem về mỗi lần độ 20 cuốn mà viên quản thủ đã lựa sẵn cho ông trong loại sử ký, tiểu sử, thời sự. Ông đọc nhanh kinh hồn, một cuốn 200 trang nghiến ngấu trong 3 giờ là hết. Ông đọc khi nào buồn ngủ thì thôi, nửa đêm nếu thức giấc, ông vặn đèn lên đọc tiếp cho tới khi ngủ lại. Hai danh nhân trong lịch sử đã có ảnh hưởng lớn nhất đến ông là Benjamin Franklin và Robert Lee.
ông đã đặc biệt nghiên cứu chiến thuật của Lee, người mà ông rất phục tư cách. Một cuốn sách nữa mà ông đọc đi đọc lại là cuốn Tự thuật của Benjamin Franklin, một tác phẩm cổ điển của văn học Hoa Kỳ. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện về Đại tướng George Marcel trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.guongdanhnhan.vn. Mời bạn chọn nghe câu chuyện tiếp theo. Xin cảm ơn.